Ông Hoài ơi, mang đi xô này xách cho tôi xô nước nào, vừa đau bỏ cái thằng cha nó cứ cố mà xách xô nước vào mà nào. Rồi tiết kiệm chặt đi, tiết kiệm nước nha. Đá ông đá cho ra ngoài đường là vậy. Một lần này hết 4 ly nước, không có tiền, à, cũng nước không chết.